Bầy sói đói. Câu chuyện này dựa theo lời kể của một người trong nhóm đi tìm mỏ quặng trong chuyến đi đầy bão táp với người dân tộc Nazi sinh sống ở khu vực Tây Bắc, vùng núi Himalaya. May quá, lần này có anh dẫn đường, nếu không thì tới địa hình này tôi không thể tìm thấy làng được rồi. Không có gì đâu, lần này nhờ anh mà chúng tôi cũng tiện xe, chuyên chở được rất nhiều nhu yếu phẩm mà. Sắp tới công việc nghiên cứu của tôi, nếu có gì cần hỗ trợ thì liệu tôi có thể gọi anh được không? Tất nhiên là được rồi. Chết rồi, bánh xe bị lún xuống tuyết và không thể di chuyển được. Chúng ta nên cố gắng tìm kiếm những cành cây đặt sau bánh xe để làm đòn bẩy. Alex, hãy quay trở lại xe ngay. Chuyện gì vậy Nasi? Đó là lũ chói xám ở phía bắc. Chúng ta phải vào xe ngay. Có vẻ như chúng đang rất đói. Trời ơi, chúng ta phải làm gì đây Nasi? Liệu chúng có bỏ đi không? Hay cứ quanh quẩn ở đây? Trong khi chiếc xe thì không thể di chuyển được. Vô ích thôi, lũ sói sẽ không bỏ đi khi chúng chưa có gì vào bụng cả. Ý cậu là sao? Cút đi, cút đi! Anh đang làm cái quái gì thế? Cậu không thấy là chúng nó đang định coi chúng ta là con mồi hay sao? Phải làm cho chúng hoảng sợ mà bỏ đi. Đừng bao giờ nổ súng khi gặp bầy thú dữ mà chúng ta lại đang mắc kẹt giữa chúng. Bởi vì khi nghe thấy tiếng súng, chúng sẽ bò xuống gầm xe để tránh đạn rồi nhai bánh xe. Những con khác sẽ bỏ chạy vào rừng và gọi thêm bầy đàn đến để chiến đấu với ta đến cùng. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Đừng hoảng sợ, tuyết phủ kín ngọn núi và những con sói này đang đói. Chúng mới trở nên điên cuồng như vậy. Hãy vứt cho chúng đồ ăn đi. Anh nhìn xem, chúng vẫn đang chầu chực nữa đấy. Chúng vẫn chưa no. Thôi thì ném tiếp cho chúng đi. Chúng ta chỉ còn một ít lương thực dự trữ. Có ném xuống nốt không? Đừng giữ lại bất cứ thứ gì. Chúng ta có thể quay lại và mua thêm đồ được. Trời ơi, may quá, chúng đã ăn no và bỏ đi. Chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi đây trước khi chúng quay lại. Đúng vậy, thận trọng đấy. Cái gì vậy? Chúng đang quay trở lại. Anh thấy chưa? Chúng lại rủ thêm đồng bọn vì nghĩ chúng ta có thức ăn đấy. Thật sai lầm khi nghe anh. Tôi đã bảo anh đừng mà, nếu không chúng ta sẽ không thể chạy thoát được đâu. Thế anh nghĩ chúng ta sẽ thoát chết được trong hoàn cảnh này ư? Lũ sói đang tiến đến ngày một nhiều hơn. Chỉ vì anh mà tôi sắp trở thành mồi cho bầy sói đói này rồi. Chúng đang làm gì vậy? Trời ơi, chúng đang trả ơn chúng ta đó. Những con sói đang giúp chúng ta cào tuyết và làm đòn bẩy cho bánh xe. Hãy nhanh khởi động xe. Tại sao chúng vẫn bám theo chúng ta? Tôi không biết nữa. Anh cứ chạy xe đi. Còn rất nhiều vùng tuyết dày và xe có thể bị lún nữa đấy. Thì ra chúng theo chúng ta để đề phòng nhỡ xe của chúng ta lại tiếp tục lún vào tuyết. Trời ơi, may mà tôi đã không nã đạn vào bầy sói đói đó. Nếu không hậu quả của hai chúng ta thật khó lường. Chúng lại còn trả ơn vì ta đã cho chúng đồ ăn nữa. Đúng vậy, có thể chúng đói quá nên mới liều tấn công xe. Đối với chúng, số lương thực mà chúng ta vứt ra giống như một món quà để cứu đói, nên chúng mới có hành động trả ơn này. Đôi khi trong những hoàn cảnh, đừng tự biến mình thành kẻ thù của kẻ khác. Chim ruồi thông minh.
Hai quả trứng chim ruồi đúng là món ăn mình yêu thích. Mình phải xử chúng trước khi chim ruồi mẹ đi kiếm ăn về mới được. Trời ơi, các con của tôi đâu rồi? Các con ơi! Con tôi! Ai đã bắt con tôi đi mất rồi? Sao chị lại khóc thế? Con tôi vẫn còn chưa nở, vậy mà ai đó đã bắt đi mất rồi. Còn ai được nữa chứ? Chắc chắn là chim dẻ cùi rồi. Chúng luôn bắt chim non và trứng của họ hàng nhà ta mà. Khổ thật con tôi. Thôi chị đừng buồn nữa. Bao nhiêu họ hàng nhà chúng ta đã chết trong tay chúng. Tôi nghĩ họ nhà chúng ta phải tìm chỗ nào đó kín đáo hơn để làm tổ thôi. Chúng ta cùng làm tổ ở trong cái vách núi đá bên kia thì sao? Cũng được đó, ở đó kín đáo, chắc chúng chẳng thể tìm ra được chúng ta đâu. Vậy thì chúng ta đi báo cho mọi người chuyển tổ thôi. Chim đùi, chúng đang cắt cây khô đi đâu vậy nhỉ? Chắc chắn chúng chọn chỗ khác làm tổ rồi. Mình phải theo dõi mới được. Chim đùi đỏ, chị đã bệnh xong tổ chưa? Tôi cũng sắp xong rồi đây. Ôi trời, tưởng làm tổ ở chỗ khác mà ta không phát hiện ra sao? Trời ơi, con tôi đâu rồi? Sao thấy chim đùi đỏ? Đám chim dẻ cùi đáng ghét, chúng lại cắp mất con tôi đi rồi. Cứ tưởng chọn nơi đây là kín đáo rồi, vậy mà bọn chúng vẫn phát hiện ra. Thật không thể chịu được, tôi phải tìm bọn chúng mới được. Đợi tôi đi với. Nhìn kìa, tổ của dẻ cùi đó. Chúng ta đánh xử tội hắn thôi. Cứu tôi với. Thật đáng đời, cuối cùng hắn cũng bị quả báo. Cũng phải, nhưng hắn còn rất nhiều đồng bọn nữa. Dù chúng ta có làm tổ ở đâu thì chúng cũng sẽ tìm ra thôi. Thế nên tôi nghĩ chúng ta nên làm tổ gần tổ của Diều Hâu. Làm tổ gần tổ Diều Hâu ư? Đúng vậy, giống chim dẻ cùi này rất sợ Diều Hâu. Nơi nào có Diều Hâu, chúng sẽ không dám bén mảng đến gần. Mà Diều Hâu thì chẳng bao giờ ăn thịt họ hàng chúng ta. Vậy chẳng phải chúng ta sẽ có Diều Hâu là bảo vệ canh tổ vững chắc hay sao? Ừ nhỉ, vậy mà tôi nghĩ không ra. Chúng ta phải tận dụng đặc tính này để bảo vệ mình. Vậy chúng ta cùng về xây tổ lại thôi. Kể từ đó, loài chim ruồi thông minh thường xây tổ bên cạnh tổ của chim diều hâu. Có diều hâu bảo vệ, chúng không còn sợ kẻ thù của mình nữa. Cây lúa không trổ bông. Chà, vậy là đã cấy xong trước khi nắng lên cao. Này, các người định làm gì thế? Tránh xa tôi ra. Ôi, lại gì thế này? Tránh ra, con vật bẩn thỉu kia. Gì mà ầm ĩ lên thế? Có ai làm gì cô đâu mà cô cứ bù lu bù loa lên. Thật là khó chịu khi phải sống ở dưới này. Chao ôi, cuộc sống ở trên kia mới thật là tuyệt vời làm sao. Ước gì mình được sống ở nơi cao ráo, sạch sẽ đó. Nắng quá,
không thể nào ở đây lâu thêm được nữa. Để rồi phải chết mòn chết mỏi ở nơi này, để rồi hứng chịu mưa nắng, phí hoài tuổi xuân. Phải nghĩ cách thôi. Sắp tới phải làm cỏ sụt bùn thôi. Phải nhanh nhanh để cho chúng đẻ nhánh nữa chứ. Mình đã có cách rồi. Đào, để tao làm cỏ cho chúng mày nhé. Sao lại có cây lúa lệch hàng thế này? May quá, ở đây mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu. Trời có mà mưa suốt ngày, mình cũng chẳng làm sao. Rồi mình sẽ sinh sôi, nảy nở, cho những bông lúa mẩy vàng, triểu nặng. Ôi, mình thật là thông minh quá. Trời ơi, họ trổ bông từ bao giờ thế nhỉ? Năm nay lúa được mùa, bông nào bông nấy nặng trĩu vàng óng. Mình sẽ chọn những hạt lúa mẩy nhất để giống sang năm, hy vọng lại được mùa. Nhưng mà trước hết phải làm sạch cỏ chỗ này, kẻo nó lại lan xuống ruộng lúa. Phải đốt cho tiệt cái giống cỏ hại. Không, không, cứu, cứu tôi với, cứu tôi. Trời ơi, tưởng là được an toàn, hưởng thụ, ai dè lại bị đốt thành tro bụi thế này. Tự mình hại mình rồi. Buổi chiều trong công viên. Bánh mì nóng đây, ai mua bánh mì nào? Lạnh quá. Còn nhiều bánh quá, phải đi bán thêm một lúc nữa rồi mới về được. Bánh mì nóng đây, ai mua bánh mì nóng nào? Các em, hôm nay anh có một trò chơi mới rất hay, biết trò gì không? Là trò gì vậy anh Huy? Chúng ta sẽ chơi trò gấp giấy và ném máy bay. Nhưng điều đặc biệt là bọn em hãy gửi gắm ước mơ của mình vào đó. Ai ném càng cao càng xa thì điều ước sẽ dễ dàng trở thành hiện thực đấy. Thật vậy sao anh Huy? Thật chứ, mẹ anh bảo thế mà. Nào, chúng ta cùng gấp thôi. Anh Huy, cho em xin tờ giấy nào. Các bạn ấy chơi đùa vui vẻ quá. Nào, bây giờ anh sẽ ném chiếc máy bay của anh, rồi lần lượt từng đứa ném máy bay và hét to ước mơ của mình nhé. Vâng ạ. Tôi ước mình sẽ trở thành một phi công để bay lên bầu trời. À, anh Huy ném xa quá. Còn đây là máy bay của em. Em ước mình sẽ trở thành một ca sĩ thật nổi tiếng. Nó bay thấp quá. Em ước được mẹ mua cho thật nhiều váy đẹp. Muộn rồi, về thôi các em. Vâng ạ, về thôi, em cũng thấy đói rồi. Hôm nay chơi trò ném máy bay giấy vui quá anh ạ. Vậy lần sau chúng ta sẽ đến đây chơi tiếp nha. Vâng ạ. Mm-hmm.
chỗ giấy này mình vuốt thẳng rồi mang về cho bé Tuấn vẽ tranh chơi. Mà bé Tuấn đang ốm, chỉ mong có bác cháo chim. Hôm nay mình sẽ dồn tiền bán bánh mì mua cho em một bát cháo mới được. Bé Tuấn, anh có cái này cho em chơi nè. Ơi, anh có cái máy bay giấy cho em mà. À, cái này nữa, em sẽ thích lắm cho mà xem. Cái gì thế anh? Đây là cháo chim cho em. Ơi, cháo chim, em thích cháo chim lắm. Em ăn đi cho chóng khỏe nhé. Dạ vâng. Cứ tưởng thế nào. Chào mọi người nhé. Tôi đi thăm anh bạn tôi mấy hôm rồi tôi về. Anh sướng thật đấy, có cả bạn sống ở nhà phú ông. Phải đấy, nghe nói nhà người giàu toàn đồ quý giá, đắt tiền. Đồ ăn thức uống thì toàn của ngon vật lạ. Ôi, sướng thế. Anh đi chơi về, nhớ kể cho chúng tôi mở mang đầu óc nhé. Được rồi, cứ ở nhà. Tôi về có chuyện gì hay sẽ kể cho mọi người cùng nghe. La 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 la. Anh nhớ về sớm nha. Ôi, lâu lắm rồi mới gặp anh. Nhanh vào đây, lần này phải ở chơi với tôi mấy hôm đấy nhé. Sắp đến phòng tôi rồi. Hang chuột nhà phú ông mà cũng chật hẹp thế này ư? Chẳng bằng một xó cái hang nhà mình. Hơ, cái anh này, ở nhà phú ông tất đất tất vàng. Một tất cái hang của tôi bằng cả ngàn thước cái hang ngoài đồng của anh ấy chứ. Ừ, anh nói chí phải. Người ta bảo ăn nhiều, ở hết bao nhiêu. Anh ở nhà phú ông, ăn sung mặc sướng, chật chội tí là phải rồi. Vào đây nghỉ ngơi một tí, rồi tôi dẫn anh đi ăn. Đi nào, theo tôi. Eo ơi, đây là đâu mà mùi hôi thế? Đây là chuồng gà đấy. Chúng ta phải đi qua chuồng gà, rồi chuồng bò mới đến được bếp. Nhà ông ấy rộng lắm, nhưng nuôi mèo, nên bọn tôi chỉ dám quanh quẩn dưới này thôi. Lại còn thế nữa. Nào, đi tiếp nào. Eo ơi, đây là cái sân cạnh chuồng bò. Chúng ta phải đi ở đây mới không bị họ phát hiện chứ. Lên đây, để xem hôm nay có món gì đãi anh nào. Cơm cháy. Chỉ có cơm cháy thôi sao? Cứ bình tĩnh, để xem nồi này nữa. À, hôm nay có cá giết kho tương. Nhưng đây chỉ là khúc xương thôi mà. Làm gì có thịt mà ăn. Ờ, cái anh này, xương cũng ăn được chứ sao? Nếu anh không biết ăn thì cố mà liếm. May ra vẫn còn dính tí thịt đấy. Hứ, ngoài đồng chỉ có mấy con tép riêu, chứ lại được thưởng thức cả cá giết kho tương đặc sản thế này à. Kìa, ăn nhanh lên. Cậu không ăn được xương, hay ăn canh thừa đổ trong thùng rác kia đi. Mau lên, ăn nhanh rồi chuồng, kẻo người nhà phú ông mà thức dậy, đánh cho chúng ta chết cả nút bây giờ. Sao anh về sớm thế? Không ở chơi với tôi thêm mấy hôm nữa đã? À, tôi sực nhớ ra, ở nhà còn chút việc quan trọng. Thôi, hẹn anh lần khác tôi tới sau vậy. Anh về cẩn thận nhé. Anh về rồi à? Sao về sớm vậy? Thế nào, nhà phú ông hoành tráng lắm phải không? Mau kể chúng tôi nghe với. Tôi nói thật các anh, đó chỉ là tưởng tượng mà thôi. Nhà anh bạn tôi ở hôi hám, bùn đất, thậm chí còn bẩn thỉu hơn nhà chúng ta ở đây ý. Đã thế, chẳng có thịt mà ăn, suốt ngày chỉ đi liếm xương thừa canh cặn mà thôi. Hả?
Thật thế sao? Anh nói thế nào ấy chứ? Hay là lại ngồi đáy giếng mà nói? Làm gì có cái giếng nào mà ngồi? Chỉ có cái hang bé tí, tối om thôi. Còn xa mới bằng hang của tụi mình ở đây. À thế, lúc nào cũng phải chui lũi, vụng trộm, chỉ nơm nớp lo bị người ta đánh chết nữa chứ. Hừ, có biếu tiền quay trở lại, tôi cũng chẳng thèm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.